Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Frank Smart World, không quá xa lạ trên thị trường laptop gaming. Thì thương hiệu Legend đến từ Lenovo từ lâu đã nổi tiếng với những sản phẩm vô cùng cao cấp, chất lượng và giá thành hết sức phải chăng. Vậy thì hôm nay Frank Smart World sẽ đem đến cho các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu này, đó chính là chiếc laptop Lenovo Legend Gaming 5 Pro, một trong những sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cao cấp có, chất lượng có, còn giá thành thì sẽ được bật mí ngay trong clip này nha. Vậy thì bắt đầu thôi. Về thiết kế của máy thì Lenovo Legend Gaming 5 Pro sở hữu cho mình một tông màu đen xám khá là quen thuộc. Kích thước của máy thì trông tương đối là đơn giản và vuông vắn. Phần khung máy thiết kế thì có phần khá là gọn gàng. Một điểm khác biệt so với các dòng máy trước đây là Lenovo làm chiếc máy này với phần viền được bo góc, tránh bị cấn và xước tay. Tuy nhiên, phần này thì vô hình chung làm cho mất đi sự hở mố của một chiếc máy gaming. Trọng lượng của máy thì rơi vào tầm khoảng 2,55 kg. Đây cũng là một trọng lượng tương đối phổ biến trên laptop gaming rồi, nên dù bạn có mang đi mang lại hay là nhét ba lô cũng tương đối là dễ dàng và không gặp khó khăn gì cả. Chất lượng build máy thì khá là tốt, khung máy chắc chắn, cứng cáp, vỏ máy thì được làm bằng nhựa cao cấp, với phần mặt lưng thì được làm bằng kim loại được gia công kỹ lưỡng. Máy thì cầm rất là chắc tay, đầm và không hề có cảm giác bị ọp ẹp rẻ tiền. Chiếc Legend được khắc trên vỏ tạo điểm nhấn. Hệ thống tản nhiệt được bố trí bao quanh phần cạnh máy và phần đáy được bố trí phần khe hút gió tương đối lớn giúp cho việc tản nhiệt trở nên tối ưu nhất. Về phần trải nghiệm touchpad và bàn phím, Lenovo là một trong hãng luôn đem lại những trải nghiệm ấn tượng đối với mình, và Lenovo Legend Gaming 5 Pro ngày hôm nay cũng không nằm ngoại lệ. Với một layout full phím khá là gọn gàng, hỗ trợ đầy đủ chức năng, bàn phím được trang bị thêm LED RGB vô cùng là rực rỡ. Độ nảy và khả năng phản hồi của phím rất tốt, gõ khá là ok. Với phần touchpad được làm tương đối lớn, di chuột mượt, không hề cảm giác bị cấn, zip, bề mặt mịn, nhạy, hỗ trợ đa điểm. Điểm trừ hơi nhỏ của touchpad này là bị làm lệch sang phần kê tay nên đôi lúc sẽ có cảm giác hơi bị cấn. Tuy nhiên là điều này không đáng để bận tâm và cái này cũng chỉ là trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Về chất lượng hiển thị và âm thanh, Lenovo Legend Gaming 5 Pro trang bị cho mình một chiếc màn hình IPS kích cỡ 16 inch. Đây là một chiếc màn hình khá là lớn, tuy nhiên phần viền màn hình được làm rất là mỏng như các bạn có thể thấy ở đây, dẫn đến việc là màn hình này nhìn khá là gọn, cũng không bị quá to. Độ phân giải của màn hình là WQHDA 2560x1600. Đây cũng là một tỷ lệ màn hình 2K đấy, tuy nhiên là tỷ lệ màn hình 1610 anh em nhé. Màn hình được trang bị tần số quét lên tới 240Hz, hỗ trợ các chuyển động trở nên mượt mà và rõ ràng, đem lại những trải nghiệm chơi game vô cùng là tuyệt vời. Độ sáng của màn hình theo như hãng công bố là đạt ngưỡng 500 nit, tuy nhiên mình đo đã đạt lên tới 560 nit, vô cùng là rực rỡ. Kết hợp với đó là lớp màn phủ nhám giúp cho bạn có những trải nghiệm vô cùng tốt ngay cả trong môi trường có ánh sáng cao như là ngoài trời. Độ bao phủ màu của Lenovo Legend Gaming 5 Pro cũng là một điểm sáng khi đạt ngưỡng 100% sRGB, 78% ARGB, 79% DCI-P3. Một thông số vô cùng ấn tượng, độ chuẩn màu đen tại Y luôn nhỏ hơn 2. Với những thông số trên thì màn hình cho mình một chất lượng hiển thị khá là đẹp và tươi sáng. Không chỉ chơi game ngon mà màn hình hoàn toàn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để làm một chiếc màn hình đồ họa để sử dụng cho công việc chỉnh sửa ảnh hay là edit video rất là ổn. Hệ thống âm thanh của máy đến từ Nahimic Audio, loa hướng xuống dưới, không quá to cho một chất lượng âm thanh tương đối là ổn. Tuy nhiên loa laptop nên là mình vẫn chỉ đánh giá loa này ở mức độ đủ dùng mà thôi. Ngoài tiện ích có thể kể đến như để hỗ trợ cho công việc tốt hơn cũng như là vấn đề streaming trực tuyến thì Lenovo Legend Gaming 5 Pro trang bị cho mình một hệ thống webcam 1080p thay vì 720p như các dòng thông thường. Khả năng bắt nét cam thì tương đối là tốt. Tích hợp thêm đó là công tắc khóa vật lý giúp cho hệ thống cam luôn được bảo mật. Hệ thống mic cũng tương đối là tốt, khả năng thu âm tốt, lọc ồn tương đối ổn. Đây là một chiếc máy gaming cao cấp, vì thế mà việc sở hữu nhiều cổng kết nối gần như là một tiêu chuẩn cần có để sử dụng được các thiết bị ngoại vi như là chuột hay là bàn phím rời. Nên là chiếc máy này cũng được trang bị các cổng kết nối cao cấp nhất, bao gồm một cổng HDMI 2.1, một cổng mạng LAN, 4 cổng USB 3.2, 2 cổng USB Type-C, trong đó có một cổng đạt chuẩn Power Delivery lên tới 140W. Về hiệu năng của máy, sở hữu cho mình một trong những cấu hình mạnh mẽ nhất trên thị trường vào thời điểm hiện tại, Lenovo Legend Gaming 5 Pro trang bị cho mình con chip đó chính là i9-13900HX với 24x32 luồng, xung nhiệt tối đa lên tới 5.4GHz, bộ nhớ đệm lên tới 36MB cho khả năng hoạt động đa nhiệm của máy chiến cực kỳ mạnh mẽ. Bổ sung thêm cho sự mạnh mẽ này chính là bộ nhớ RAM 16GB DDR5+5600, ổ cứng SSD 1TB cho khả năng lưu trữ và đa nhiệm thoải mái. Nếu dùng về lâu về dài để tăng cường thêm, người dùng hoàn toàn có thể up thêm RAM tối đa lên tới 32GB. Tuy nhiên là cái này sẽ phải lắp thay thế vì 16GB RAM ở đây là 2x8GB và có thể lắp thêm một SSD nhờ việc có khe chờ sẵn. Ngoài ra chiếc máy này còn được trang bị thêm một chiếc card đồ họa, đó chính là Nvidia RTX 4060 8GB RAM. Công suất điện tiêu thụ lên tới 140W cho một hiệu năng và sức mạnh cực kỳ lớn. Với cấu hình này thì người dùng hoàn toàn có thể chiến tốt hầu hết tất cả các tựa game trên thị trường vào thời điểm hiện tại. Và chưa kể, nếu như anh em có nhu cầu sử dụng máy cho công việc đòi hiệu năng cao, xử lý tác vụ nặng thì máy này cũng hoàn toàn có thể cân tốt. Một cấu hình khủng như này thì việc sinh nhiệt trong quá trình sử dụng là không thể tránh khỏi. Vì thế mà với một hệ thống tản nhiệt cực kỳ tốt cùng với đó là phần mềm Lenovo Vantage giúp cho máy tối ưu cực kỳ tuyệt vời.
Và thật vậy, thì trong quá trình sử dụng, nếu chỉ chơi các tựa game esports cơ bản như CSGO, Valorant hay LOL thì nhiệt độ của máy tỏa ra gần như là không đáng kể, máy nó chỉ hơi ấm ở bề mặt thôi. Nhiệt độ sẽ thực sự bung tỏa hết sức khi mà mình sử dụng các phần mềm test max hiệu năng như Fermax hay là các phần mềm 3D Max thì máy cũng không quá nóng, nhiệt độ luôn giữ ở mức khá là ổn định. Và cũng là về thời lượng pin, pin của máy thì được trang bị một quả pin 80Wh. Theo như mình trải nghiệm thì mình có sử dụng tác vụ nặng và chơi game thì máy sẽ rơi vào tầm khoảng 2 tiếng. Tuy nhiên là nếu như các bạn sử dụng các phần mềm văn phòng hoặc để làm việc cơ bản thôi thì chắc chắn là pin sẽ được nhiều hơn nhé. Hiện thì sản phẩm này đang có mức giá rơi vào tầm khoảng 47-48 triệu. Vậy thì với mức giá đó anh em sẽ có những gì? Một sản phẩm có thiết kế đẹp, chất lượng build tốt cùng với đó là một cấu hình cực kỳ khủng. Con chip thì gần như là mạnh nhất bây giờ rồi và gần như sản phẩm này không có gì để chê cả. Cái thứ chê duy nhất của nó có lẽ đến từ cái tầm giá, nó hơi khó tiếp cận người tiêu dùng. Tuy nhiên thì theo như mình thấy đây là một sản phẩm đắt sát tam miếng. Anh em thấy sao về sản phẩm này? Hãy để lại ý kiến một bình luận bên dưới nha. Trên đây là toàn bộ đánh giá của Phúc Anh Smart World về dòng sản phẩm Lenovo Legion Gaming 5 Pro. Mã sản phẩm cụ thể thì mình sẽ để chạy ở ngay đây và mình sẽ để một đường link bên dưới cho anh em ấn vào để tham khảo nha. Nếu thấy video này hay hữu ích, anh em đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho team nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye.